một cái tổ kiến mà mình vừa cho vô tăng. Đây cũng là một cái món quà của anh em tặng cho mình. Sẽ đặt một cái tủ mát ở đây mình đang đặt rồi. Rồi mình bỏ mấy cái tăng kiến này vô cho nó mát hơn nữa. Nhưng rất là nhiều người nói trời ơi, công nhận nằm ngô này nó hết cái nuôi này tới nuôi kiến. Rất là khó nhớ anh em ha. Bolirachidae. Thì đây là cái dòng kiến thợ dệt. Hôm đó mình nhận được món quà, mình review trên xe luôn á. Thì cái tăng này lúc trước là mình nuôi chacho, nhưng mà chacho nó lên đường hết rồi. Cái kích thước của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 1,2 cho tới 1,5 cm. Nhưng người nói trời ơi sao ăn thịt đồng loại đây nó, nhưng mà trong tự nhiên nó khắc nghiệt hơn như vậy nhiều các bạn. Nếu không ăn thịt đồng loại nhiều khi không có gì ăn luôn. Thì con nào mà nó ngẫm rồi thì những con khác nó xử lý thôi. Gọi là cao cấp mình chơi cũng được, mà bình dân mình chơi cũng được. Bỏ 500-600 triệu ra mua một con á, mình đã bỏ rồi. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, ở ngoài trời đang nóng quá, thôi quay trong nhà nha. Ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn cái góc kiến của mình. Và mình thấy giới thiệu một cái tổ kiến mà mình vừa cho vô tăng. Đây cũng là một cái món quà của anh em tặng cho mình ha. Vô đây, ôi vô đây mát hẳn nè. Trong đây là nó, nhiệt độ trong đây là giống như đây là cái hầm nhà vậy đó. Cái hầm của nhà nó mát hơn cái nhiệt độ bên ngoài. Ở trong này chắc cần khoảng 29 độ, ngoài kia đang 30 mấy độ, là nóng quá. Thì mình còn đặt cái tủ ở đây nữa. Sẽ đặt một cái tủ mát ở đây mình đang đặt rồi. Để người ta làm thì mình bỏ mấy cái tăng kiến này vô cho nó mát hơn nữa. Mình đang đặt người ta làm cái nhiệt độ là 23 cho tới 26 độ thôi. Đó thì tụi kiến nó sẽ khỏe ha. Ok vô đây đi, đóng cửa có bị chói nắng không ta? Chói á. Đây mấy cái từ từ ha, mình đi từng cái. Đây đây là cái tổ ngày hôm nay mình muốn dùng để trò chuyện với anh em. Em cho mấy này xuống đi. Nhưng rất là nhiều người nói trời ơi, công nhận Nam Ngô này nó hết cái nuôi này tới nuôi kiến. Đây anh em, thì cái dòng kiến ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em là dòng kiến gọi là dòng tiếng thợ dệt. Có tên tiếng Latin là cái gì quên rồi. Boli. Bolirachidae. Rất là khó nhớ anh em ha. Bolirachidae. À, thì thường thường người ta gọi là Bolidae. À, thì đây là cái dòng kiến thợ dệt. Thì hôm bữa cái dòng kiến này là mình đã có dịp review cho anh em coi. Hôm đó mình nhận được món quà, mình review trên xe luôn á. Anh em nhớ không? Ngồi trên xe mình review luôn. Thì cái dòng kiến này mình đang cho bé nó vô cái tăng. Cái tăng này là cái tăng đầu tiên mà khi mình bước vô kiến. Thì cái tăng này lúc trước là mình nuôi chacho, nhưng mà chacho nó lên đường hết rồi. Thì mình chuyển qua là mình nuôi nó trong đây. Đây, đây nó đang trong nét rất là nhiều. Có đồ chơi cho anh em luôn, sáng chân luôn. Thì đây là cái một cái dòng cái tụi Bolidae này nó có hai màu anh em ha. Màu màu vàng ha, màu nâu với lại màu màu đen. Thì cái tụi này nó màu đen. Cái kích thước của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 1,2 cho tới 1,5 cm. Thì đây là dòng semi, cho nên là kích thước của con Queen và con Walker á thì nó khá là giống nhau. Thì đây là cái dòng kiến tương đối là đa dạng, được tìm thấy rộng rãi ở vùng đồng bằng nè, rồi các cánh rừng và các bờ biển, cái vùng cánh rừng bờ biển nữa, khá là đa dạng. Thì đây là cái dòng kiến nhiệt đới, được tìm thấy nhiều ở Đông Nam Á và một phần của Queensland nước Úc. Thì trên đây mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà mình tìm kiếm từ nhiều nguồn ở trên mạng ha. Anh em nào có thấy cái thông tin nào nó không chính xác, hoặc là có thông tin gì có thể
chia sẻ thêm cho mình thì anh em có thể comment ha, chúng ta cùng trao đổi quan sát. Để coi còn gì hay để chia sẻ dòng kiến này. À, cái dòng kiến này á thì nó có cái hay á là nó con queen nó sẽ, đây là cái dòng kiến nó sẽ ngủ đông nha anh em nha. Thì cái con queen á nó sẽ có thể ngủ đông vài tháng ở dưới cái lớp đất và nó sẽ đẻ cái ấu trùng trên đó. Thì trong cái thời gian đầu á, con queen nó sẽ tiết ra cái nước bọt để nó nuôi những cái ấu trùng đó. Và khoảng chừng 3-4 tuần sau thì những cái con kiến thợ sẽ đi kiếm ăn, kiếm đồ ăn về và tiếp tục nuôi những cái ấu trùng để lên thành worker. Để coi còn gì hấp dẫn không. Tụi này thì nó làm tổ ở dưới đất. Nó sẽ đào hang, nó làm tổ ở dưới đó. Đồng thời là nó cũng là làm tổ trên những cái nhành cây bằng cách là sử dụng những cái tơ của ấu trùng á để đan kết những cái lá lại với nhau. Đó, và nó khi mà nó làm tổ dưới đất á thì nó sẽ chọn cái hướng nào mà nó có nhiều cái ánh nắng nhất. Đó, thì nó sẽ làm tổ theo cái hướng như vậy. Và chúng ta cũng dễ dàng phát hiện ra những cái tổ của tụi kiến thợ dệt này á, bằng cách là quan sát ở trên mặt đất á, thì ngay trước cái cổng cái cửa tổ á, cửa vào hang á, thì nó sẽ có cái lớp đất mịn là do nó đào nó xới lên nha. Thì tụi này nó cũng tương đối là thích ẩm và nhiệt độ của nó thì nó cũng cần mát, nó cũng đâu đó khoảng chừng 25 độ à. Đó, nó cũng khá là đẹp á. Đây, anh em quay vô tổ coi nó đang sum tụ ở trong này, trong nét trong đây nè. Đèn này sáng chiếu vô tụi nó đã. Kiến này chắc anh em đi bắt ở dưới quê quá, như bạn đó bắt ở dưới quê á. Cũng khá là đẹp. Mày sắp cho lên đường rồi. Ra ruộng rồi. Wow, nghe hấp dẫn vậy em. Carobara hả? Care hả? Ok, tìm liền. Lát nhờ anh em bên kiến tìm cho liền. Ok các bạn, thì những cái thông tin vừa rồi á là mình tự tìm hiểu ở trên cái nguồn ở trên mạng ha, cho nên là có những cái nào nó gọi là nó có hiểu lầm hay là nó thiếu sót hay là gì đó thì anh em có thể cập nhật thêm giúp mình nha. Mình rất là muốn tìm hiểu, học hỏi. Nói chung mình thấy nó cũng khá là dễ nuôi á, tụi này nó khá thích nghi. Mình về mới cho vô cái tăng mới này mà nó cũng ăn uống và vận động đồ rất là ok, không có một cái sự stress nào diễn ra cả. Và cũng cũng thấy chừng có một hai em nó ngụm củ tỏi thôi, chứ cũng không có nhiều. Đây, bên đây nó đang ăn nước đường rồi, bé này đang ăn nước đường á. Cái đuôi nó cái trắng trắng xám xám á, nhìn nó ngộ ngộ như xà cừ á, cái bụng á, cái đít nữa. Tụi này không biết sinh trưởng nhanh không ha. Cái thông tin về kiến đó các bạn thì trên cái không gian mạng nó cũng khá là hiếm á. Thậm chí là search bằng tiếng Anh luôn nó cũng khá là ít, chứ không phải là nhiều ha, chứ đừng nói tiếng Việt. Tiếng Việt là không thấy gì luôn á. Con nó quýnh nhau cái gì kìa. Đúng rồi. Không phải quýnh nhau, nó đang... Chắc có con kia đi bụi nó dứt luôn á, nó xử lý rác luôn á. Lanh á, kiến này lanh lắm á. Cái bụng nó có cái sọc vàng. Cái tăng này anh mới cho vô có 2-3 ngày, nó nói chung là đang trong cái giai đoạn thích nghi á, làm quen, cho nên đẻ hay không thì anh không biết nữa, anh chưa có
chưa có biết, nhưng mà anh thấy nó có vẻ là nó cũng chịu thích nghi với cái tăng này rồi. Nó nằm trong nét rồi, nó ra ao, nó đi kiếm ăn đó. Mọi người thấy nó cũng rất là lanh, cho nên là nghĩ chắc theo thời gian nó sẽ đẻ thôi. Tổ HQ chưa ra tăng luôn, tổ HQ đang đang chờ tăng ship về. HQ có vẻ khó chịu hơn tụi này á, đúng không anh em? Nhìn từ góc trên này nhìn xuống hả, ai mà ngứa mình nhìn vô là đã luôn á. Tổ hồi nãy nói về thì hồi nãy mình đang nói về HQ thì nó là theo chế độ gọi là monochin, tức là một vợ một chồng. Tuy nhiên cái tổ này á thì hôm bữa như bạn đó nói trong này tới cũng tới nói chung cả chục con queen này, phải mấy chục con queen đó. Nói chung là cái tổ này là nó gọi là nhiều queen ha, còn cái tuổi HV nó một queen. Này nếu mà anh em mà tự muốn tạo cái môi trường sống cho nó thì anh em có thể đổ mùn dừa hoặc là cát cho nó làm nét. Tuy nhiên thì mình nuôi cái đó thì giống như em trước chia sẻ thì nó cũng khỏe con kiến á, tuy nhiên nó không đẹp. Mình nhìn vô mình thấy tối thui rồi, mình không thấy được cấu trúc tổ, mình không thấy được gì hết, cho nên là nuôi bằng máy này thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà kiến á, tụi này á, cái tính ra cái tụi kiến mà nó không bò được trên cái chất liệu kiến mica này, nó sẽ dễ gọi là dễ tương tác hơn cho anh em newbie ha. À, chứ còn là nó bò, gọi là nó bò trên được kiến trên này nọ luôn, là nhiều khi anh em newbie mở cửa ra không biết lộng ngọng, nó bò tứ tán luôn, nó bò khắp nơi luôn, không chở tay kịp với nó. Một con hai con thì ra còn được, chứ còn lên mà cả chục con cùng bò là đầu rối. À, mình ngồi mình canh á, mình tìm con queen mà lát đó, mình bị hoa mắt luôn, nó nhiều quá, nó bò qua bò lại nhức cái đầu luôn. Có anh em nào nói gì nữa không? À, anh sẽ nói tăng em. Anh đã tăng đây, đây là cái chỗ thích hợp để mình ẹt vô. Nói cái ống ra. Rồi mình cho thành hai căn nhà luôn. Hoặc là giờ mình nói ống ra mình chuyển nó qua một cái tăng bự hơn. Đó. Anh cũng có plan cho nó. Giờ chỉ mong mà nó sinh sôi nảy nở phát triển tốt thôi, chứ còn chuyện nhà cửa anh lo được. Anh lo cho nó 10 căn cũng được nữa. Chỉ mong là nó sống khỏe, sống thoải mái, tạo được cái môi trường tốt cho nó. Đó. Nó cảm thấy an tâm, nó cảm giác đây là nhà, đầu nó đẻ ra ấu trùng thì mình cái thành quả mình là vậy thôi, còn cái chuyện tăng này anh lo được. Cái dòng này hình như cũng rẻ các bạn. Rẻ. Anh nghĩ chắc nó từng khoảng 300-400 ngàn thôi, 300 ngàn thôi. Rồi là tùy số lượng á, nói chung là rẻ, thậm chí là có thể rẻ hơn á. Tại vì các bạn quý, có cái thực tế là thứ nhất là các bạn cũng quý mình. Cái thứ hai nữa thì cái bộ môn này nó rất là hay nha. Này cảm nghĩ cá nhân của mình là từ lúc mình quay về đài tài kiến á, thì trên cái không gian mạng cũng có rất là nhiều người nó rảnh quá. Mấy thằng này khùng điên đồ này nọ, đi nuôi kiến đồ này nọ. Nhưng mà ok. Nếu mà đã trên không gian mạng rồi á, thì chúng ta phải chấp nhận những người người ta không phù hợp, và người ta coi và người ta đưa ra những cái nhận xét nó không có chính xác, thì cái đó mình cũng chấp nhận. Tuy nhiên á, nuôi kiến nó rất là hay, nó chứa đựng bao hàm nhiều kiến thức rất là mới lạ luôn, nó không có giống như những cái loài khác, cho nên là nó sẽ khiến chúng ta rơi vào cái trạng thái là chúng ta thấy chúng ta không biết gì, thì chỗ đó chúng ta sẽ muốn học hỏi. Thì các bạn tặng kiến cho mình thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người đó, dùng chia sẻ với mọi người để mọi người có thêm một cái niềm vui mới, tìm hiểu đồ này nọ thứ. Thì anh em cũng quý mến tặng cho mình rất là nhiều nè, ổ này ổ kia, để mình cũng có cái để mình quay chia sẻ với anh em, để cho cái bộ môn kiến này được phát triển tốt hơn. Bởi vì nó rất là hay, nó như cái bộ môn kiến này nè, nó cũng có nặng về một chút về mặt kiến thức á, cho nên nó cũng kén người chơi. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà chịu tìm hiểu sâu vô, anh sẽ thấy nó rất là thú vị.
nó cái bộ môn này thì nó không có soi thịt như một số bộ môn. Có một số bộ môn thì nó soi thịt, nó giống như nó thuần cái chuyện thương mại hơn, còn cái bộ môn này thì nó yếu tố nghiên cứu nó nhiều hơn. À, nó hay. Có những cái bạn nha, bạn nhìn mặt nhỏ xíu luôn, trường học cấp 2 thôi, nhưng mà trong giới là được anh em mệnh danh là gọi là gì, từ điển sống, nghĩa là rất là nhiều kiến thức. Lepto hả? Ok, từ từ có. Mình cũng mê mấy cái tăng lắm. Hôm bữa mình cũng nói em ơi làm giùm anh cái tăng nào mà khủng đồ này nọ, mình đặt hàng á. Nhưng mà bạn Nhật đó nói cũng đúng, phải có cái tổ kiến đó anh. Anh phải có cái tổ kiến khủng đã thì anh mới làm cái tăng khủng. Còn tổ kiến mình nhỏ quá, mình làm cái tăng khủng vô thì kiến nó cũng bị xì chết nha anh em. Chứ không phải là, nói chung là cái giữa cái tăng, cái nét và cái đàn á, nó phải gọi là hòa hợp với nhau, phù hợp với nhau. Nếu mà cái đàn nó nhỏ thì cái tăng nó nhỏ thôi. À, còn cái đàn nó lớn thì cái tăng nó phải lớn. Chứ còn đàn nhỏ bỏ vô tăng lớn nó sẽ chết. Con nào có 40 triệu? Con nào 40 triệu à? 40 triệu chắc không có được nhiêu đây rồi. 40 triệu là con Queen thôi. Chuyện đó à, cái chuyện đó anh em cũng nói đi nói lại rồi này nọ, kêu mình lên gọi là phản bác đồ này nọ thứ, nhưng mà thật ra mình không có nhu cầu đó nha anh em. Còn người ta thì người ta muốn làm gì đó là mình không có ý kiến. Mình thì mình nói, nếu mà nói về con Igu á và con rùa á, anh em trong giới chắc là biết, còn anh em bên ngoài này sẵn đây tâm sự thôi. Ví dụ như Igu với con rùa, một con á 500-600 triệu mình cũng đã từng mua rồi, tại vì cái đó là con rùa với con rùa cạn với con Igu á, là hai cái con đó là giống như là máu của mình này, mình mê nó, mình hiểu giá trị của nó, cho nên là bỏ 500-600 triệu ra mua một con á mình đã bỏ rồi. Nhưng mà con kiến á thì nó mình mới tìm hiểu thôi, mình cũng không có chuyên về nó nữa, thì cái con kiến đó là của người ta mua rồi, mình đi review mình thấy thì mình hỏi cái thông tin của họ, rồi mình chia sẻ lại thôi. Thì nó nói chung nó mang tính chất gọi là truyền tải thông tin cộng với một chút xíu gọi là vui vẻ, thấy không, chứ nó không có gì trơn á. Còn cái chuyện mà tranh luận tranh cãi trên kia thì đối với mình thật sự nó không có giá trị gì cả, nó không có giá trị gì cả. Cho nên là kệ, mình cũng không quan tâm tới, chủ yếu là mình muốn chia sẻ tới bà con, tới anh em, những người mà yêu thích động vật thì đôi khi là không có những cái hình ảnh đó, không có những cái đề tài, những cái nội dung lạ lạ về kiến, về côn trùng cho người ta coi, cho nên là mình tìm hiểu rồi mình làm video cho mọi người coi thôi đó. Chứ cũng không có nặng nề. Con kiến mình không dám nói, thật ra nếu mà anh em chơi bét á, chơi sinh vật cảnh á, vài chục triệu vài trăm triệu nó chả là cái gì cả. Bên cây cảnh, bên cây tùng ta mua dập về cái tỷ 2 tỷ là chuyện bình thường đó. Rồi con kiến 40 triệu cũng chẳng gì ghê gớm cả. Igu với rùa 500-600 triệu mình mua một con mình bỏ ra mình mua rồi, cho nên là con số 40 triệu nó nhỏ lắm, nó không có lớn. Nhưng mà cuộc chơi này không phải là cuộc chơi vì tiền nha. Các anh em đang coi clip, các anh em đang coi livestream thì hiểu là cuộc chơi về bét là cuộc chơi về yêu thương, về sự hiểu biết đó, về tính tương quan của thiên nhiên, của xã hội, của cuộc sống đó, về cái tầm nhìn này nọ, chứ mình không có thiên chơi về tiền. Tại vì nói về tiền thì thật ra mình ít thì không ít, nhưng mà nhiều thì cũng chẳng nhiều bằng ai, cho nên là điểm mạnh không phải là tiền. Chúng ta không nên nói về tiền, chúng ta nói về con bét thôi. Nó có cái gì hay, nó ra được cái gì vậy thôi. Đừng có để tâm quá vụ tiền. Mình thì gọi là cao cấp mình chơi cũng được, mà bình dân mình chơi cũng được. Nói chung là dễ thương đó anh em. Sao chơi cũng được hả anh em. Tha đi á. Kiến có độc. Kiến này á như không có độc anh em. Kiến này không có độc, kiến này là lạnh. Để dòng kiến này nó cứ gấp gấp mấy con kiến khác là sao vậy? Đúng rồi, chắc là trong bầy nó có những con nó ngẫm, xong rồi những con kia thì nó giống như nó ăn luôn, xử lý luôn. Thì thật ra vậy nó cũng đúng với thiên nhiên các bạn. Nhiều người nói hỏi sao ác quá, cái này mình nói đại đại thôi nha, có nghĩa là mình nói theo cái gọi là cái
cái chuỗi thức ăn đồ này nọ thôi, trong tự nhiên thôi. Nhưng người nói trời ơi sao ăn thịt đồng loại đồ này nọ, nhưng mà trong tự nhiên nó khắc nghiệt hơn như vậy nhiều các bạn. Nếu không ăn thịt đồng loại nhiều khi không có gì ăn luôn. Thì con nào mà nó ngẫm rồi thì những con khác nó xử lý thôi. Thì phải có con này nó ăn con kia thì cái môi trường của mình nó mới gọi là nó có cái tính ổn định, còn không là nó sẽ bị over liền. Có những con nó sẽ bị dư về mặt số lượng, là nó sẽ gây mất cân bằng cái hệ sinh thái liền. Nè nó này mấy con nó tha luôn chứ không phải là một con đâu, mấy con nó tha luôn đó, nó đang đi dọn thức ăn đầu này nọ đó. Cũng hay ha. Mình cũng đang hứng thú với cái dạng tăng ống nghiệm á, dạng tăng ống nghiệm nhìn nó cũng quái quái. Đang kêu anh Nam dạy sinh. Dạy sinh hả? Dạy môn sinh hả? Thầy cô mà dạy sinh hồi đó mình đi học mà giờ coi mấy clip này chắc cũng chề môi. Nói này nó xạo rồi đó. Đi học kêu nó thuộc bài nó toàn là trốn không à, giờ nó lên đó chém phà luôn. Không mà đúng thì các bạn hồi xưa mình đi học á, nói chung học sinh thì hiếu động, mình lười làm biếng, có hứng thú với cái chủ đề đó nhưng mà đôi khi làm biếng, ham chơi, lười. Nhưng đầu lớn thì mình lại thích làm việc với nó, vui. Đẹp, có nhiều kiến đẹp lắm. Nó bò vô tư luôn, bò thoải mái luôn á. Ok, anh em có câu hỏi nào hoặc là có thông tin gì thêm chia sẻ cho mình biết với. Tụi này nó cũng hao nước lắm nè, mới bơm nước cho nó hôm qua nay cũng cạn cái chỗ này. Không ai hỏi gì hết. Ok, có anh em coi cùng là vui rồi, đang soi. Không trùng luôn á anh em. Không trùng đó, cái phòng phòng đó mình sẽ làm cho cái không gian nó mát và nó gọi là nó đảm bảo được cái độ mát đó liên tục luôn để cho tụi nó sống thoải mái. Chứ tụi này mà gọi là biến động gọi là gì ta? Gọi là cái nhiệt độ nó mà bị biến thiên cao quá đó thì nó lệch độ nhiều quá là nó bị stress. Tụi này nó về bữa giờ cũng ngày thứ bữa giờ là mình chưa cho ăn luôn á, chắc là tối nay mình sẽ cho nó ăn thử. Bữa giờ mình về là mình chỉ cho nó nước đường thôi nè, nước đường với nước để cho nó bình ổn đồ lại. Rồi chắc là tối nay là mình sẽ cho các bé nó được ăn đồ ăn. Ok anh em nha, thì được tặng cái ổ kiến rồi, cho các bé nó vô nhà mới an toàn rồi. Gọi là cũng tương đối là thành công, không có hư hao gì bao nhiêu, không có thất thoát gì hết bao nhiêu. Thấy các bé nó đầu nó sinh hoạt, nó chui vô nét, nó làm tổ rồi nó sống hòa thuận, rồi nó cũng bò ra kiếm ăn đầu này nọ, thấy cũng happy, cho nên là quay chia sẻ với các bạn. Thì đây là một cái tổ kiến thợ dệt, tên đầy đủ là, mỗi lần cái tên đầy đủ nó là một cái thử thách, thì nó là giống như là gì chạy số bully Ratchet Die. Bully Ratchet Die. Trời. Bully Die. Bully Die, gọi tắt là Bully Die đi, nhưng mà cứ thích gọi là cái tên đầy đủ Bully Ratchet Die. Bully Die. Thì còn gọi là kiến thợ dạt. Cái tên mà kiến thợ dạt nó cũng đến từ cái việc là nó cũng có khả năng nó làm tổ trên những nhành cây bằng cách dùng cái tơ của những cái ấu trùng và đan những cái lá lại với nhau. Đó, cái tên nó đến từ cái đó. Thì thường thường những cái tên mà được phiên âm ra tiếng Việt á các bạn, thì nó đều xuất phát từ cái hành vi cũng như cái thói quen, cái tập tính của cái giống loài đó, nó sẽ ra cái tên của nó theo phiên âm tiếng Việt. Nhưng mà mình á, mặc dù cái tên tiếng Latin hay cái tên khoa học nó khó nhớ, nó khó dài, nhưng mà mình thì luôn nó cũng gây rất là khó khăn cho mình ha. Nhưng mà mình vẫn muốn gọi bằng cái tên gọi là khoa học đi, để sau này chúng ta nói chuyện nó dễ hiểu hơn. Một người nói tên khoa học, người nói tên địa phương rồi này nọ. Tại tên tiếng Việt thì nhiều khi nó lại ra cái tên địa phương nữa, chứ không phải là người Việt nói chung một tên nữa, dùng này nói tên này, dùng kia nói tên đây kia, thì nó sẽ gây gọi là nhầm lẫn thông tin. Thì cái tốt nhất là cứ tập đi, nói từ từ riết nó cũng quen. Ok mọi người, đó khoe khoe cho mọi người chút xíu.
Hy vọng là qua những cái clip này có thể giúp cho mọi người hiểu thêm về cái loài côn trùng rất là thú vị và có cái số lượng phải nói là chắc đông nhất thế giới quá. Ê, đông nhất trái đất quá ha. Cái giò này nè, kiến là chắc là đông nhất trái đất rồi đó. Thì chia sẻ cho mọi người chút thông tin đó vui vui. Nếu ai mà muốn tìm hiểu muốn vui nữa thì có thể sắm cho mình một bộ và chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn về kiến. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye.